Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trên thế giới, việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã trở nên phổ biến, còn đối với Việt Nam, đây vẫn là việc hết sức mới mẻ. Theo các chuyên gia, khi hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới, Việt Nam sẽ phải chấp nhận tất cả các luật chơi, trong đó có cả việc đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó thì truy xuất nguồn gốc cũng giúp cho hàng hóa của Việt Nam dễ dàng thâm nhập được các thị trường khó tính. Trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị về phương pháp này. Trước tiên mời quý vị hãy cùng tìm hiểu xem truy xuất nguồn gốc là gì và được áp dụng như thế nào. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là khả năng theo dõi nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến và phân phối. Truy xuất nguồn gốc là giải pháp cho phép người tiêu dùng được trực tiếp thu thập đầy đủ thông tin về món hàng đã mua, truy ngược dòng từ thành phẩm cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu, rà soát từng công đoạn trong chế biến và phân phối. Hiện nay, truy xuất nguồn gốc được thực hiện trên nền tảng công nghệ với các ứng dụng quét mã QR code. Truy xuất nguồn gốc điện tử là phương pháp thông tin hiện đại để người tiêu dùng có thể hiểu rõ hơn xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Khi người tiêu dùng sử dụng smartphone quét tem truy xuất, mọi thông tin cần biết về sản phẩm sẽ được hiển thị. Tem truy xuất nguồn gốc là yếu tố quan trọng đóng vai trò định danh đối tượng cần truy xuất, giúp liên kết dữ liệu và truy cứu thông tin truy xuất trong suốt chuỗi cung ứng. Hiện nay, blockchain là công nghệ mới nhất hứa hẹn cải thiện truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong chuỗi giá trị hàng hóa. Các sản phẩm thực phẩm một khối như bò, lợn, gà, rau củ quả sẽ được gắn một mã ID định danh duy nhất trong suốt vòng đời từ khi sinh ra đến khi được tiêu thụ trên thị trường. Nhà sản xuất có thể dễ dàng đọc ID này để kết nối với server và cập nhật thông tin của sản phẩm, hoặc người tiêu dùng có thể sử dụng điện thoại smartphone để quét mã ID sản phẩm và truy xuất thông tin nguồn gốc của sản phẩm. Các sản phẩm được sản xuất chế biến hoặc lắp ráp từ nhiều thành phần nguyên liệu khác nhau như thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm, máy tính có thể được truy xuất bằng cách gắn một mã ID định danh chứa các ID định danh của các sản phẩm nguyên liệu được sử dụng chế biến hoặc lắp ráp sản phẩm đó. Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải tuân thủ nguyên tắc một bước trước một bước sau là việc mỗi cơ sở phải lưu giữ thông tin để đảm bảo khả năng nhận diện được cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc công đoạn sản xuất kinh doanh trước và cơ sở hoặc công đoạn tiếp theo trong quá trình sản xuất chế biến và phân phối đối với một sản phẩm được truy xuất. Có thể nói truy xuất nguồn gốc là một đòi hỏi mới của thị trường và Việt Nam cần phải theo để có thể phát triển và mở rộng thị trường, giúp tiêu thụ sản phẩm một cách dễ dàng và thuận lợi hơn. Vậy vì sao lại cần phải truy xuất nguồn gốc hàng hóa? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Trái xoài này đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc QR code. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh với phần mềm quét mã vạch là người tiêu dùng đã có thể biết được trái xoài được sản xuất ở đâu, được bón phân gì, quá trình canh tác vận chuyển đóng gói như thế nào. Người tiêu dùng họ sẽ nắm được toàn bộ cái quy trình làm xoài của chúng tôi. Và thứ hai là họ cũng biết được là cái nguồn gốc cái xoài đó đã từng bón phân gì và cái cách canh tác, quá trình canh tác nó như thế nào. Và giúp họ là gì? Ăn quả xoài họ rất là an tâm. Họ có thể nhìn thấy trái xoài này đang qua bao nhiêu lâu rồi và tới thời điểm này thì nó đang chua ngọt và nó đang vừa đủ dùng hay không, hay nó đã quá hạn sử dụng. Truy xuất nguồn gốc là giải pháp giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm, còn nhà bán lẻ dễ kiểm soát rủi ro phát sinh khi theo dõi và xác minh toàn bộ đường đi của hàng hóa. Việc truy xuất nguồn gốc đáp ứng kịp thời các quy định bắt buộc từ phía thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triệu hồi lô hàng nhằm giảm thiểu các thiệt hại về kinh tế do bị hủy hàng hoặc giảm giá bán. Với doanh nghiệp, truy xuất nguồn gốc là bước đầu tạo sự tin tưởng nơi khách hàng, bày tỏ thiện chí minh bạch với mọi thông tin cần thiết. Từ cái khâu sản xuất tới khâu tiêu dùng, chẳng có gì phải giấu giếm, cũng chẳng có gì phải là phải gian lận trong cái kinh doanh cả. Đem lại cái sự thỏa mãn rất là lớn đối với khách hàng của mình, bởi vì họ cảm thấy rằng là cái chuỗi truy xuất nguồn gốc của mình là có thật. Và những cái thông tin ghi nhận được là những cái thông tin thật vào đúng những cái thời điểm là như vậy. Những cái gì sai sót đều thể hiện rõ. Truy xuất nguồn gốc còn giúp chúng tôi nhiều thứ, ví dụ như kinh nghiệm bài học chúng tôi đã thực hiện trước, điểm yếu của chúng tôi là gì, điểm mạnh là gì và điểm mạnh cần phát huy ra sao, điểm yếu cần khắc phục như thế nào. Việc truy xuất nguồn gốc sẽ nâng cao uy tín, thương hiệu, cải thiện quá trình thực hiện, tạo ra ưu thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất và chế biến. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã hướng đến sản xuất các loại thực phẩm đạt chuẩn GAP, Global GAP, ASC, BAP. Những sản phẩm chất lượng cao này đã được chuyển đến tay người tiêu dùng nhưng trên bao bì chỉ có nhãn hiệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng mà không hề có thông tin cụ thể gì về quy trình để chứng minh cho khách hàng. Mặt khác, hiện cũng xuất hiện nhiều thông tin về thực phẩm nhiễm độc, thực phẩm chứa chất bảo quản gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, phải có một phương pháp thông tin hiện đại để người tiêu dùng có thể hiểu rõ hơn xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Mình sản xuất ra được một quả xoài. Quả xoài này là quả xoài ngon, xoài sạch. Nhưng bán thị trường là thị trường người ta nói đây là quả xoài bẩn. Thì không chứng minh được. Nếu không giải quyết cái bài toán là chứng minh được xuất xứ nguồn gốc. Chuỗi nguồn gốc là phục vụ 3 mục đích. Mục đích thứ nhất là mục đích cho chuỗi cung ứng để minh bạch cái chất lượng của họ và để quảng cáo cho chính họ.
thứ hai là phục vụ cho người tiêu dùng yên tâm cái sản phẩm đó, và cuối cùng là lại chính là phục vụ cho cơ quan quản lý nhà nước. Tất cả những cái sản phẩm có đầy đủ truy xuất nguồn gốc có thể đưa lên giao dịch và trao đổi với nhau. Cái thứ hai đó là mạng xã hội để cho tất cả các cái đơn vị về thương lái, nông dân, những người mà làm về xúc tiến thương mại, họ có thể lên đấy, họ tìm kiếm lẫn nhau, họ trao đổi công việc cũng như họ giới thiệu các cái sản phẩm mà họ đang có. Và cái mạng thứ ba đó là thông tin về truy xuất nguồn gốc, các cái chuỗi truy xuất nguồn gốc nó được liên kết với nhau. Truy xuất nguồn gốc cũng giúp nâng cao hiệu quả quản lý dòng thông tin và vật phẩm trong chuỗi cung ứng, tăng khả năng phát hiện và loại bỏ kịp thời sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa mang lại nhiều lợi ích cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và chuyên gia cũng cho rằng việc truy xuất nguồn gốc sẽ giúp hàng hóa của Việt Nam dễ dàng tiếp cận với các thị trường, đặc biệt là các thị trường khó tính. Việc truy xuất nguồn gốc nông sản được đánh giá là có lợi cả đối với xuất khẩu và nhập khẩu. Các nước hiện nay đang đều áp dụng cái vấn đề truy xuất nguồn gốc như là một cái hàng rào kỹ thuật đối với hàng hóa, không chỉ của riêng Việt Nam, đặc biệt là đối với hàng về nông sản thực phẩm. Và do vậy, nếu như hàng hóa của chúng ta không đáp ứng được yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thì chúng ta sẽ mất đi một cái lợi thế cạnh tranh, thậm chí chúng ta không thể thâm nhập được vào những thị trường mà có cái đòi hỏi về vấn đề này. Trên thị trường của chúng ta hiện nay cũng có rất nhiều các loại hàng hóa nhập khẩu của các nước mà không đảm bảo được nguồn gốc. Và đặc biệt là chúng ta cũng không thể xác định rõ ràng được cái chất lượng. Do đấy là gây nên những cái mối quan ngại của người tiêu dùng. Nhưng một khi chúng ta đã có được những các cái tiêu chuẩn, những quy định về truy xuất nguồn gốc, thì qua đó chúng ta cũng có thể kiểm soát chất lượng của các mặt hàng nhập khẩu nó tốt hơn. Cái việc truy xuất nguồn gốc là một cái điều tiên quyết cần phải thực hiện. Và đặc biệt là thị trường chính của chúng tôi là thị trường Nhật Bản. Thì cái việc mà truy xuất nguồn gốc đòi hỏi nó càng được kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Việc rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ còn đảm bảo tính cam kết về sự minh bạch cũng như chịu trách nhiệm về thông tin của nhà sản xuất. Truy xuất hàng hóa sẽ giúp xóa đi mặc cảm của người tiêu dùng trong nước và quốc tế về dòng sản phẩm Việt Nam có chất lượng chưa cao hay chưa tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó dễ dàng thâm nhập được các thị trường khó tính. Thì đầu tiên là cái sự hài lòng của khách hàng của mình, tức là mọi thông tin của mình nó rất là minh bạch rõ ràng. Và khi họ đồng hành cùng với mình quản lý cái chuỗi truy xuất nguồn gốc của mình thì họ sẽ thêm cái phần tin tưởng, bởi vì họ thấy rằng là cái kế hoạch mình làm ra và mình có cái sự kiểm soát và mình có cái sự cập nhật rất là đúng từng thời điểm, rất là chi tiết như vậy. Theo các doanh nghiệp và các chuyên gia, việc truy xuất nguồn gốc cũng giúp nâng cao giá trị của hàng hóa. Mọi người trên thế giới thì đang tiến lại gần nhau hơn thông qua công nghệ. Thế cho nên là có rất là nhiều sản phẩm hàng hóa hiện nay đang được buôn bán từ nước này qua nước khác. Khi mà chúng ta áp dụng cái truy xuất nguồn gốc vào trong các cái sản phẩm thì nó sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều lợi ích. Ví dụ như là người bán thì có thể bán với giá cao hơn và người mua thì tin cậy hơn về cái sản phẩm của mình mua được. Hiện nay các sản phẩm nông thủy sản từ Việt Nam xuất khẩu ra thế giới với số lượng ngày càng nhiều. Do đó truy xuất nguồn gốc là yếu tố nền tảng quan trọng để tạo ra một chuỗi cung ứng an toàn, để từ đó hình thành sự an tâm, tin tưởng và trung thành của khách hàng nhập khẩu với các sản phẩm và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. Việc áp dụng truy xuất nguồn gốc hàng hóa là một trong những cái yếu tố mang tính chất chìa khóa để cho sản phẩm nông sản của chúng ta có thể được xuất khẩu sang các nước khác. Bởi vì người tiêu dùng hoặc là người nhập khẩu nông sản của chúng ta thì sẽ yêu cầu là có cái truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Để mà cho hàng hóa Việt Nam có thể tăng được giá trị xuất khẩu sang được các nước khác và tăng được cái niềm tin của người dân Việt Nam thì cần phải truy xuất nguồn gốc. Bởi vì với những cái thông tin báo đài đã đưa rất nhiều về các vụ liên quan đến thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng thì người dân đang mất niềm tin, thì họ cần có một cái công cụ, một cái ứng dụng đủ tin tưởng để họ có thể xem được toàn bộ cái quá trình mà sản xuất tạo ra cái sản phẩm đó. Thì chúng tôi rất hy vọng chúng ta dần dần đưa được những sản phẩm thương hiệu Việt Nam ra thị trường quốc tế và chúng ta hoàn toàn có thể là cho phép tất cả người dùng ở nước ngoài có thể truy xuất nguồn gốc của sản phẩm của mình, và từ đó các đơn vị trung gian dễ dàng xác nhận được đâu là những cái công ty đã kiểm dịch chiếu xạ những sản phẩm này và họ tin cậy hơn khi mà tiêu dùng. Theo các chuyên gia, việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam trước sức ép hội nhập kinh tế quốc tế. Khi áp dụng truy xuất nguồn gốc vào hàng hóa xuất khẩu, chúng ta cũng tiến thêm một bước trong việc hội nhập sâu vào chuỗi giá trị chung. Tại nhiều nước phát triển, truy xuất nguồn gốc là yếu tố quan trọng và bắt buộc đối với nhiều loại sản phẩm, nhất là các mặt hàng dinh dưỡng. Cụ thể trên thế giới, việc truy xuất nguồn gốc được quy định như thế nào? Mời quý vị theo dõi những thông tin mà chúng tôi tổng hợp được. Các thị trường phát triển rất chú trọng việc truy xuất nguồn gốc, đặc biệt trong ngành thực phẩm. Bây giờ bạn ra nước ngoài, bạn hỏi người dân về cái việc truy xuất nguồn gốc ở các cái nước tiên tiến, hầu như người ta không quan tâm, bởi vì đây là một cái việc hiển nhiên mà nhà nước, chính phủ của họ đã quy định và bắt buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ.
Từ năm 2005, Liên minh châu Âu truy xuất nguồn gốc là quy định bắt buộc cho các nước thành viên, hệ thống siêu thị bán lẻ ở Anh cũng tăng cường hệ thống kiểm định này. Tháng 1 năm 2011, Hoa Kỳ ban hành luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm, trong đó yêu cầu tăng cường theo dõi, truy vết lưu trữ hồ sơ đối với thực phẩm nguy cơ cao. Tại Mỹ, theo một số khảo sát tại hội chợ Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia năm nay, 50% người tham gia quan tâm đến các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc. Ireland, Canada quy định nghiêm ngặt về việc dán nhãn mác, nhận diện sản phẩm, cơ sở sản xuất. Canada cũng áp dụng truy xuất nguồn gốc cho hàng loạt trang trại nuôi lợn và cừu. Ở Ấn Độ, từ năm 2006, các nhà sản xuất chế biến nho đã thiết lập và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử GrapeNet. Từ năm 2010, Thái Lan ban hành chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc điện tử, xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc điện tử để nông dân vào đăng ký dùng miễn phí. Tất cả các sản phẩm chuối nải, chuối quả, sầu riêng và quả bán ở các cửa hàng rau quả nhỏ ở Thái Lan cũng được dán mã QR, nhờ đó đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ ràng hơn cho người nông dân. Là một phương pháp mới áp dụng tại Việt Nam, nên bên cạnh những lợi ích thì cũng có không ít những khó khăn còn gặp phải. Cụ thể những khó khăn đó là gì? Làm sao để truy xuất nguồn gốc có thể được phát triển và nhân rộng tại Việt Nam? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi này. Hiện nay, đa số các doanh nghiệp Việt Nam đều xây dựng những quy trình truy xuất hàng hóa, song các đơn vị này không thực hiện việc truy xuất điện tử mà làm bằng tay. Triển khai thường gặp khó khăn ở khâu hệ thống dữ liệu. Bài toán này trở nên dễ dàng hơn khi sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử. Ở trong cái thời kỳ đầu của truy xuất nguồn gốc thì đúng là chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người và yếu tố chủ quan của những người tham gia vào quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta cũng đã có những cái công nghệ 4.0, công nghệ của IoT. Và đặc biệt là công nghệ của blockchain là sẽ giúp cho cái dữ liệu của chúng ta không thể thay đổi được. Cái quá trình truy xuất nguồn gốc hiện nay là nó hướng đến cái việc là áp dụng một quy trình tự động và những cái người tham gia chuỗi cung ứng sẽ không cần phải làm gì nhiều. Và như vậy thì nó mới đảm bảo cái quá trình đó nó diễn ra một cách minh bạch. Hiện nay nhiều người dân doanh nghiệp và địa phương rất tích cực trong việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa, tuy nhiên vẫn còn có một số người còn thiếu tự giác hoặc ngăn cản việc làm này. Cái tư duy của người dân họ có thể là chưa sẵn sàng hoặc là họ có thể giấu giếm trong cái vấn đề là truy xuất nguồn gốc bởi vì có một số họ không thực sự họ làm tốt. Cái khó khăn mà chúng tôi một giai đoạn dài vừa qua phải đối mặt với nó chính là sự không tự giác của doanh nghiệp. Nhiều khi sản phẩm của các doanh nghiệp mà khi tham gia chương trình thực sự là chúng tôi cũng phải góp ý rất nhiều. Cái thuận lợi rất là hay, tức là cả xã hội đều đồng thuận, đều mong muốn được ăn sạch và chúng ta đều có quyền được ăn sạch. Cho nên là người sản xuất cũng như là bà con rất ủng hộ. Và cái điều ngạc nhiên nữa là bà con nông dân lại tiếp cận công nghệ rất là nhanh. Tiếp theo là các cơ quan quản lý nhà nước thì cũng rất là đồng hành cùng với chúng tôi. Bên cạnh đó thì còn có một cái nhóm nhỏ lợi ích trục lợi từ cái việc mà làm ăn bất chính thì họ chống đối quyết liệt. Việc truy xuất nguồn gốc cũng gặp một số những khó khăn nhất định. Khó khăn lớn nhất là cái suy nghĩ của người nông dân. Người nông dân mà sử dụng cái smartphone là cũng đã khó rồi. Và bây giờ là phải tập cho họ dùng cái smartphone thường xuyên hơn. Rồi QR code hồi nào giờ họ có nghĩ đến QR code là cái gì đâu. Bây giờ phải làm. Bây giờ mọi cái hành động của họ đều phải được cập nhật. Triển khai bây giờ chuỗi nguồn gốc thì chúng ta ứng dụng công nghệ 4.0. 4.0 thì trong đó là có IoT. IoT thì giá của những cái vật dụng thiết bị vẫn còn cao. Thứ hai là về mạng. Mạng thì không phải lúc nào cũng ổn định, cũng đầy đủ. Thì vẫn còn có khó khăn ở những cái vùng mà không phải lúc nào cũng có đầy đủ cái sóng mạnh đủ. Hay tiếp theo là chúng ta đang ứng dụng công nghệ về blockchain. Thì công nghệ blockchain bản thân nó là một công nghệ non trẻ và chưa phát triển đầy đủ tất cả hết. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thông tư số 03 năm 2011 quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo trong lĩnh vực thủy sản và thông tư số 74 năm 2011 quy định về truy xuất nguồn gốc thu hồi và xử lý thực phẩm nông sản lâm sản không đảm bảo an toàn. Trong đó các quy định còn khá đơn giản và chỉ mới quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của nhà sản xuất. Với cơ quan chức năng thì bên mình cũng có đề xuất là ra những cái quy định yêu cầu bắt buộc về truy xuất nguồn gốc, những cái quy định về chuẩn truy xuất nguồn gốc. Cơ quan nhà lý quản lý nhà nước nên có một cái yêu cầu rõ rệt, đặt ra cái mục đích và những cái tiêu chí cho những cái quy định nào được quyền làm cái chuyện truy xuất nguồn gốc. Cái thứ hai là các cái kết quả, các cái công cụ mà để mà đọc được những kết quả đấy phải là phổ cập. Thứ ba là cơ quan quản lý nhà nước cũng nên tạo thuận lợi cho các cái đơn vị đang phát triển những công nghệ 4.0 họ được áp dụng. Và cuối cùng thì chúng tôi mong muốn nhất, lớn nhất là cơ quan quản lý nhà nước nên tạo ra được một cái hệ thống công nghệ thông tin để mà chia sẻ các kết quả về kinh doanh, về sản xuất, v.v. Các chuyên gia cho rằng truy xuất nguồn gốc hàng hóa sẽ chỉ thực hiện được khi có sự tham gia của tất cả các bên, từ các bộ ngành liên quan như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho đến các doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng. Dự thảo đề án tổng thể về thực hiện và quản lý tem truy xuất nguồn gốc trên phạm vi cả nước đang được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét trình Chính phủ phê duyệt, được kỳ vọng sẽ truy xuất được nguồn gốc của 3 nhóm sản phẩm bao gồm nông sản thực phẩm, các sản phẩm y tế và các sản phẩm công nghiệp nhẹ.
Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.